Xưởng tiện bày tính xin kính chào quý khách. Dàn lắp đuôi tôm là dụng cụ không thể thiếu trong việc lắp ráp hoàn thiện tàu thuyền, giúp cho việc di chuyển được diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt, các loại ghe thuyền vỏ lãi càng nên có được bộ dàn lắp đuôi tôm tốt nhất. Xưởng tiện bày tính tự hào là địa chỉ uy tín, chuyên sản xuất và bán dàn lắp đuôi tôm chất liệu inox 201-304, sắt mạ kẽm nhúng nóng, đáp ứng cả về chất lượng và số lượng theo yêu cầu. Xưởng có bán phụ kiện đi kèm như cặt đăng, lắc léo, ổ đạn, bình xăng. Với nhu cầu đi lại trên sông nước đặc trưng của vùng đất Việt Nam, vật liệu thay thế mới cho ghe xuồng hay đơn giản là sản phẩm mới để lắp ráp vào thuyền như bộ dàn lắp đuôi tôm là vô cùng quan trọng. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế gọn, đảm bảo không lệch tâm cốt máy, dễ dàng lắp ráp và sử dụng. Xưởng tiện bày tính còn lắp máy âm lườn cano, cung cấp chân vịt inox các loại với ưu điểm đó là khả năng chống ăn mòn cao. Ngoài ưu điểm này ra, chân vịt inox còn có khả năng hạn chế rung lắc trong quá trình khuấy nhờ thiết kế và chế tạo chuẩn tâm. Chân vịt inox thích hợp với mọi môi trường sông nước ở miền Tây hay các vùng biển. Chân vịt được gắn vào máy để nhận năng lượng từ động cơ, giúp xuồng ghe di chuyển về phía trước. Nhờ có thiết kế thông minh này mà người dân miền sông nước đã không còn mệt nhọc chèo ghe xuồng khi muốn di chuyển đến bất kỳ đâu. Với mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc di chuyển và lao động sản xuất, xưởng tiện bày tính đã không ngừng nỗ lực cho ra đời những sản phẩm có chất lượng tốt với giá thành hợp lý. Chúng tôi nhận sản xuất theo đơn đặt hàng của quý khách, hỗ trợ vận chuyển theo yêu cầu. Hệ thống xưởng sản xuất được đầu tư hiện đại, đội ngũ thợ có tay nghề cao, chắc chắn sẽ tạo nên những sản phẩm chất lượng nhất. Mọi nhu cầu, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0944 969 664, địa chỉ chợ Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.